Bún đậu review xin chào tất cả các bạn. Ngày xưa tuy nghèo mà vui, bây giờ hết vui nhưng vẫn nghèo, thôi thì lại đành mang lũ sâu bột này ra nghiên cứu, vì đến nay anh Bảy vẫn chưa tìm được món gì mà tụi này chê cả. Chua cay mặn ngọt gì chúng cũng chén trong vòng một nốt nhạc, tuy rằng có lần thử nghiệm với quả dưa có vỏ quá cứng, nó đã hỏng trước khi kịp ăn hết. Còn với những món khác có lớp da dễ xử hơn thì khỏi phải nói, mọi chuyện đơn giản như đang giỡn vậy, chúng oánh chén không trượt miếng nào, khiến cho anh Bảy thắc mắc vô cùng. Thậm chí cả ớt cay đủ thể loại, kể cả là ớt cay nhất thế giới, cũng chẳng đủ sức làm khó tụi nó. Vì thế, anh chắc chắn tụi không chân này có vị giác khác với con người chúng ta. Những tưởng thức ăn đã là món khoái khẩu, nhưng không, với thịt chúng còn kinh dị hơn nhiều, lóc vào đến tận tủy trong xương, như một kẻ ăn xác thối chuyên nghiệp. Chân gà dù cho là sống hay chín, với lớp gân chẳng chịt mà chúng cũng đánh chén lia lịa, khiến anh Bảy câm nín thật sự. Còn đầu cá thì sao nhỉ? Thì cơ bản cũng dễ xơi chứ có gì khó đâu, vẫn là khả năng chui vào tận xương tủy kinh dị đó. Ông anh còn chơi lớn, mua hẳn bò Wagyu Nhật Bản, còn phủ vàng lá mới ghê chứ. Món sang xịn mịn đó, có vẻ hơi làm khó tụi nó, hay vì nó thừa hiểu, kim loại không tốt cho sức khỏe nhỉ. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn tới chọn lui chọn hết một ngày, mà quan sát tụi sâu này vẫn chưa bao giờ làm anh cảm thấy chán. Hương vị tươi ngon của hải sản, luôn được lũ sâu này cực kỳ chào đón. Hóa ra phần này tụi nó cũng giống bún ghê, chu choa, lại còn nhậu luôn cả sushi nữa kia. Ghen tị thật đấy, và món ăn được biết là khó ăn nhất thế giới như cá trích Thụy Điển, với hương vị khiến con người gọi em Huệ bất kỳ lúc nào, cuối cùng cũng được biết là món ăn làm khó được tụi sâu. Đến sâu còn chê bai mùi vị đó cơ đấy, còn mật ong, bạn nghĩ sao? Với kết cấu dạng lỏng như nhưng sền sệt, mật ong sẽ bao phủ lấy cơ thể tụi sâu, khiến cho việc ăn uống vô cùng khó khăn. Nếu tiến được vào trong, có khi chúng cũng sơi nguyên phần sáp đầy ấy chứ. Với sự tò mò không giới hạn của mình, anh Bảy đã có rất nhiều trò vui và thư giãn với tụi nhỏ này. Bạn muốn có thêm thử thách hay ho vào nữa cho lũ sâu này không nhỉ? Đừng ngại comment xuống dưới để chia sẻ với bún nha. Đã hết chuyện với lũ sâu, anh Bảy lại chuyển sang bọn rắn. Ông anh này luôn có những thú vui độc lạ thật sự. Anh nhớ ra lần trước đến thăm một bãi biển đầy cá tấp vào bờ. Anh đã nhặt về kha khá mấy con, nếu bạn còn nhớ, anh còn từng nấu và ăn chúng. Tuy bún thấy kinh dị VL, nhưng anh Bảy lại khẳng định hương vị đó hoàn toàn ổn. Và đêm đó, anh cũng chẳng hề phải ghé thăm nhà vệ sinh lần nào cả. Con cá mòi này béo múp ấy nhỉ? Vì mới giã đông xong, nên nó vẫn còn khá tươi. Đây chính là món quà mà anh dành cho bọn rắn. Để thưởng cho việc sinh đẻ vỡ kế hoạch của tụi nó, vừa đặt con cá vào trong, đàn rắn đã bu kín lấy, là một loài cá có phần da khá mỏng, việc oánh chén chắc chắn sẽ chẳng thể làm khó được mấy con rắn hôi hám này. Có con còn trèo hẳn lên lưng mà ăn uống nữa kìa, vì loài cá này cực kỳ nhiều chất dinh dưỡng, về số cá chết bạt ngàn hôm trước, đã được cơ quan chính quyền thu gom. Đương nhiên không phải để đổ đi, mà họ sẽ sử dụng nó để làm phân bón. Lũ rắn lúc này đã bu khắp nơi trên mình con cá rồi, bọn rắn con cũng tranh thủ la liếm một chút. Anh lật con cá lại, hú hồn con trồn, có con rán con cũng muốn đu lên tay khiến anh sợ hãi. Cái loài không thơm tho gì này khiến anh thấy hương thơm xung quanh đang dần biến đổi. Vừa xem lũ sâu ăn uống xong, cảm giác bọn rán này ăn uống chậm chạp và không mạnh bạo bằng ấy nhỉ. Loài rán ăn thịt luôn rất háu đói, vậy mà giờ đây chờ mãi, mới có thể nhìn thấy một chút xíu nội tạng tòi ra ngoài. Ô kìa, khứa này còn đang ra sức chấm mút phần tầm nhìn nữa chứ. Vì tốc độ quá chậm, anh đã để con cá trong bể rán đó. 3 ngày sau thì ối giời ơi, hương thơm khiến anh cảm thấy choáng váng vô cùng, không hiểu vì sao anh có thể vô tri đến nỗi để nó ở đó 3 ngày. Trong khi lũ rán chỉ ăn một phần rất nhỏ, con cá đã thối rửa, vậy mà không có rán bu kín như trước nữa. Tụi này cũng biết ăn quá nhỉ, còn ngon thì ăn nhưng thúi quá thì bỏ qua. Thế nhưng anh quyết tâm chơi khăm tụi nó, anh sẽ để đó thêm 3 ngày nữa, để xem khi đói bụng thì chúng có ăn không. Đến lúc mở nắp thì ôi thôi, muốn đăng xuất luôn vì quả mùi ối giời ơi này quá đi mất, phần thân cá phía dưới đã bắt đầu thối rữa, kinh dị vãi lều. Xem qua video còn thấy kinh dị ấy chứ, liệu bạn có dám mạnh dạn như anh Bảy, để sau khi làm trò con bò, lại quan sát kỹ lưỡng như thế này không? Nhưng cũng có thành tựu, khi anh trông thấy rán con có vẻ như đã ăn uống cực kỳ no nê. Anh tò mò cắt con cá ra xem thử, phần thịt vẫn còn phía trong, rất rõ ràng sức ăn uống của tụi rán không còn kinh hoàng như trước. Gặp mấy khứa sâu bột thì chắc đến bộ xương cũng chẳng còn ấy chứ, hoặc cũng có thể bọn rán nó khôn hơn, phải mồi ngon nó mới chịu oánh chén. Nếu không sẽ chỉ ăn cho có mà thôi, ông thần này đúng là đỉnh thật, dù rằng luôn mồm kêu thôi, ấy vậy mà tay vẫn ra sức nghiên cứu con cá không nề hà mùi thum thủm đang bốc ra. Kinh dị vãi nhái ấy nhỉ, kể từ nay, bún tui sẽ không thể ăn cá mòi theo một cách bình thường được nữa, đẳng cấp của anh Bảy vẫn đỉnh thật đấy, không chỉ xử được tụi côn trùng. Mà ngay cả người xem qua màn hình vẫn còn thấy kinh dị, bạn có nghĩ thế không?
Bạn có muốn xem nhiều video hơn về ông anh độc lạ bình bông, sống không báo đời không nể này không? Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi đến cuối video, Bún Đậu rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nhé. Bún Đậu yêu tất cả các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.